Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động 10 Phút nha. Tiếp tục clip hôm nay buổi chiều nha anh em. Giới thiệu anh em biết máy rồi nha. Về một chiếc máy nội địa nói chung là cấu hình rất là ok. Anh em ưng thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 nha anh em, có trên cái bảng nhỏ nha. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cạc Viettel 50k, cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua và mã số thẻ cào nha. Còn anh em nào mà tin tưởng chuyển khoản thẳng á thì mình bao ship nha. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc. Anh em cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi giao tiền shipper nha anh em. Bao test cho anh em là 1 tuần và bảo hành là 1 tháng. Hư là đổi nha anh em, không lên tên ha. Bảo hành 1 tháng hư gì báo anh em. Mình sẽ xử lý lỗi cho anh em nha. Rồi con máy đầu tiên hôm nay là một em F1 VK nha, Oppo F1 VK. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 3GB, ổ nhớ 16. Pin 2.5 nha. Con này vỏ thay mới. Vỏ thay. Kính thì còn đẹp. Kính đại dáng lực rồi nha. Đây. Cũng rất là sáng đẹp nha. F1 VK anh em. RAM 3, ổ nhớ 16. Con này thì giải trí nhẹ thôi, Zalo, Facebook gọi là thôi ha. Giá 790.000 anh em. 790k nha, kèm sạc dán cực lực cho anh em rồi nha. Nokia 6.1 root anh em, màu đen. Màn hình 5.8 nha, RAM 4, bộ nhớ 64. Pin con này là 3060. Đó. Đơn sườn có xuất sắc nha, theo 5 tháng sử dụng ha. Kính đại dán cực lực rồi, đẹp nha. Chức năng xài ok luôn, màn sáng đẹp. Test sơ cái chức năng cho anh em. Wi-Fi rất là mạnh nha anh em. Sáu chấm một lúc là 464. Ok nha anh em, con này giá 1650 kèm sạc dán kính nha, RAM 464. Tiếp theo là một con Oppo F3 Lite đúng rồi, A57. Máy nội địa nha anh em, có lưng kèm theo cho anh em luôn. Máy dòng nội địa này thì mình lấy về cũng số lượng nhiều, anh em mua số lượng cứ alo. Có giá số lượng cho anh em xí nha. Wi-Fi cực mạnh ha. A57. RAM 3, bộ nhớ 32. Camera rất đẹp nha anh em, siêu nét luôn. Ok, máy đẹp keng nha. F3 Lite màn hình 5.2, RAM 3, 32, pin 2.900 nha. Con này để anh em giá 1450. 1450, kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là một con Oppo A83, cũng máy riêng nội địa luôn. Oppo A83. Anh em đẹp keng sao bên nha. 98. 7.8 thoải mái luôn. Hộp lưng là kèm theo cho anh em luôn. Mấy cái dòng này đa số có hết. Màn hình 5.7. Con này đặc biệt là RAM 4 nha anh em, nhưng phải RAM 3 nha. RAM 464. Này này. A83 là RAM 464 nhưng phải RAM 332 nha. 464. Màn hình 5.7. Pin con này là 3180. Là gần 3.200 đó. Chức năng thì ok nha. RAM 464. Có bộ A83. Một chức năng full, màn sáng đẹp, máy nguyên zin. Con này để anh em giá 1770, 1.770.000. 1770 nha, máy zin đẹp nha anh em. A83 nội địa, máy xài 2 sim, một chức năng full. Đó, camera phải nói là cực nét. Cực nét luôn anh em. Đó, rất đẹp nha. Ok ha, con này 1770 nha anh em. iPhone 8 nhỏ, nguyên zin, máy đẹp 9798. Pin 83, riêng quốc tế nha, 64GB, lưng xeo xuất sắc nhẹ thôi, sườn này cực đẹp, máy riêng luôn, chưa hề động chạm nha, pin riêng có riêng vàng riêng, mà 1-2 cầm lông chuột, ngang ngang, pin 83 này, chức năng full cho anh em, reset thoải mái nha anh em giờ đăng nhập tài khoản như là xài nha, đó, đăng nhập tài khoản là xài thôi, pin bồng là 83, 64GB quốc tế, vân tay vân chân đầy đủ, máy nguyên zin.
riêng đẹp nha anh em. 64 GB, con này để em giá của nó là 4,5 triệu nha anh em, 4,5 triệu ha, kèm sạc giăng kính nha, nguyên zin. Samsung A30 màu xanh, vỏ sao xuất sắc như clip. Đó, xuất sắc như cái đốm vậy rồi. Màn hình 6 inch nha em, RAM 332, pin 4000. Máy nguyên zin Samsung A30. Màn có sức lồng chuột nhẹ. Nguyên zin nha, dán cường lực kèm sạc cho anh em đầy đủ. A30. RAM 332, pin 4000. Màn hình thì 6 inch nha. Chức năng là ok luôn. Con này ra đi cho anh em giá 2,6 triệu nha. 2,6 triệu kèm sạc giăng kính cho anh em nha. A30 nó trời trời tí nên ra giá mềm cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Oppo F1S bản nội địa A59. Con này là A59 nha anh em. Ốp lưng kèm theo cho anh em luôn. Lưng sau là keng nha. Rồi. Lưng sau keng, màn keng. Màn hình 5,5 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin con này là 3075. Máy màn sáng đẹp, nguyên zin. Chức năng full nha. Wi-Fi rất là mạnh. F1S nhưng mà bản RAM 432 chứ không phải là 3332 nha anh em. 432. Máy đẹp kìa, 98,9 nha. Con này ra đi cho anh em giá đó là 1550. 1550 kèm sạc giăng kính. A3S Oppo tiếp màu xanh kim cương, con này là vỏ thay mới rồi nha anh em. Màn hình là 6 inch 2, RAM 216, pin con là 4230. A3S Oppo A3S máy đẹp, màn đã dán cường lực cho anh em rồi, màn sáng đẹp nha, chức năng full nha anh em. Ok ha, chức năng ok hết cho anh em luôn. A3S con này giá em ra đi là 1650, 1,650,000 nha anh em, kèm sạc giá cơ lực cho anh em luôn. Xiaomi Redmi Note 3 có miếng dán quên, có cái lưng sau luôn, máy đẹp này, lưng keng luôn, 98-99 nha phải, con này rất là đẹp. Wi-Fi cực mạnh nha. Redmi Note 3 RAM 332, màn hình 5,5 inch, pin con này là 4000. Giá ra đi cho anh em là 1350 nha. 1350. Một con duy nhất ha. Lô này được có đúng một con thôi. Một em Oppo F5. Oppo F5. Máy nguyên zin nội địa. Đẹp 98,99 nha. Được trước còn guarantee luôn. Quá đẹp. F5. RAM 464 anh em, màn hình 6 inch, pin 3200 nha. Thấy cực đẹp luôn. Máy nội địa nguyên zin nha, đặc biệt chưa qua sửa chữa ha, chưa thay lưng gì nước hết á, nguyên zin đẹp luôn, nội địa luôn. Pin của nó là 3200, RAM 464, cam kết rất là nét. Con này mình có số lượng nha, nên là thích giá luôn. Giá ra đi cho anh em con 464 này là giá 185 nha, 1850. Em sạc giá cơ lực cho anh em luôn, 185. Có bộ F5. Samsung A20s máy nguyên zin màu đen, đẹp 97-98 thôi, không có keng. Lưng đẹp keng nha, lưng đẹp 97-98 nha, quên chứ. Đó, sườn siết cũng ok. Màn hình 6,5 inch nha anh em, RAM 332, pin 4000, kính đã dán cơ lực rồi, nói chung là đẹp. RAM 332 này, A20s Samsung, anh em nào mà tín đồ Samsung thì mấy cái dòng vừa vừa tiền mà zin thì thích bật nha. S nha. Chức năng là full. Bỏ sim vô xài, Việt Nam 2 sim. Con này ra đi anh em giá 2,6 triệu nha. 2,6 kèm sạc giá lực cho anh em rồi. Và còn có A10S full box. Thanh lý xài cho anh em nha, máy mới. Máy mới full box. Cáp sạc. Máy đẹp 98,9 nha. 99 luôn 98 nha. Nhưng mà có một cái vết cắn ở đây. Cho nó cắn cầm ra cầm vô nó cắn cái tủ. Buộc phải bán rẻ cho anh em. Thôi là 30 mới luôn, nhưng hai mấy cũ nữa. Con này thanh lý cho anh em luôn. A10S.
Con này để anh em giá 2,3 triệu nha. 2,3 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Đầy đủ hết box cho anh em. Một con Samsung A31 màu trắng. Lưng đẹp. Kính đại dán cực lực rồi. RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình 6.5 inch. Pin con này là 4000. A31 màu trắng. Đẹp keng nha. Đại dán cực lực rồi, kính cáp các kiểu chức năng full. Con này đã đi cho anh em 3,8 triệu, kèm sạc dán kính 3,8 triệu nha. Oppo A92. Oppo A92. Lưng sau còn keng luôn. Kính trước còn guarantee. Màn hình 6.5 inch, RAM 8 bộ nhớ 128, pin 5000, cam đẹp, kính đẹp. Máy đẹp 98.9. Sáng đẹp màn hình. Chức năng là khóa phải bàn nha, ok nha. 292 RAM 8 GB. Con này để anh em giá 4,4 triệu, kèm sạc dán kính nha anh em, 4,4 triệu. Máy cực đẹp luôn. Tiếp theo là con Samsung A20. A20 màn hình 6.4, RAM 332. Pin con này 4000. Lưng sau này có xuất sắc thêm 5 tháng do sẹp lưng. Kính đại giá cực lực đẹp keng, mấy người riêng. Màn sáng đẹp nha. Chức năng full. Chức năng ok luôn, A20 màu đỏ. Con này để anh em giá 2,4 triệu. Nha anh em. Tiếp theo là một con Oppo A9. Máy đẹp 9798 thôi, hiện tại cao phân xước. Còn lưng thì cũng còn ok. Kính đại dán cực lực keng luôn. 6.5 inch nha. RAM 6 bộ nhớ 128. Pin 5000. Sáng đẹp. RAM 6 bộ nhớ 128 anh em rất khủng nha. Chức năng thì quá ok rồi. A9, RAM 6, 128. Mỗi chức năng full. Máy đẹp 9798. Con này để em giá 3,4 triệu. 3,4 triệu, kèm sạc dán kính nha. 3,4 triệu. Samsung S8+. Màn hình 6.2, RAM 4,64. Pin con này là 3,5 triệu nha. Lưng sau nói chung là ok luôn. Đẹp. Màn cũng còn ok. Kính đẹp nha. Một đốm nhẹ thôi. Có một đốm thôi. Đã như rút rồi nha. Thì mình coi thử con này một sim hay 2 sim thôi. Một sim nha anh em. Bản hàng ha. Một sim. Nói chung đa số là mấy con này bản hàng. Màn sáng đẹp như riêng. S8+. RAM 4 bộ nhớ 64. Cam cực đẹp luôn. Con này để anh em giá 2,690 nha. 2,690, kèm sạc dán kính nha. S10 Lite, còn có ốp lưng luôn. Lưng sau đẹp nha. Kính đại dán cực lực rồi, đẹp 9,8 inch luôn. Con này thì 2 sim rồi. Con này 2 sim. S10 Lite, chức năng full. Mấy cái sườn thì có xuất sắc này. Sườn xuất sắc. Còn kính với lưng là đẹp. Con này ra đi cho anh em giá 6,3 triệu. 6,3 triệu, kèm sạc dán kính nha. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây nha. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem một clip mới từ kênh của mình nha. Chào anh em.